Du Lê vừa là ca sĩ vừa là MC lại sở hữu một ngoại hình phi giới tính cực cuốn hút. Với phong cách ăn mặc tomboy sành điệu, giọng hát khá nhẹ nhàng, truyền cảm, lại hoạt động nghệ thuật rất tích cực nên được khán giả yêu mến, săn đón mãnh liệt. Hãy xem hết video này để biết thêm thông tin về tiểu sử của Du Lê nhé! Du Lê tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình không có truyền thống âm nhạc, và làm công chức nghệ thì kinh doanh hủ tiếu Nam Vang. Năm 17 tuổi, bắt đầu gia nhập công ty F rồi chính thức tham gia showbiz với vai trò MC. Khi theo đuổi con đường âm nhạc, chỉ trở thành một big girl khá đình đám trong giới underground Sài Gòn. Năm 2011, Du Lê tham gia cuộc thi Sáng Bừng Sức Sống và là cựu thành viên hát rap trong nhóm nhạc X5 dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Chị là thành viên duy nhất trong nhóm còn hoạt động trong showbiz Việt sau khi X5 tan rã. Hoạt động nghệ thuật từ năm 2013, từ một ca sĩ, MC với hình ảnh phong cách đẹp mạnh mẽ tựa như một nam thần, chị được nhiều khán giả yêu mến và rất có sức ảnh hưởng trong giới showbiz Việt. Ngoài ra, chị còn có nhiều tài lẻ khác như làm VJ, đóng quảng cáo, nấu ăn, đặc biệt rất giỏi võ thuật. Chị từng là võ sĩ và học rất nhiều môn khác nhau như Ủ-su, Judo, Vịnh Xuân Quyền, gần đây nhất là Ma tại võ đường Liên Phong do Johnny Trí Nguyễn dạy. Chị luôn được các chương trình tập kỹ săn đón, từng là gương mặt VJ quen thuộc của một kênh truyền hình dành cho giới trẻ giang, cùng với hai thành viên của nhóm 365 là Yjack và Will, cũng từng là MC dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình ăn khách khác như X Factor Việt Nam mùa 2, The Look Việt Nam 2017, dự án số 1, The Debut 2018, giọng hát Việt nhí 2019, thiếu niên nói, siêu tài năng nhí, năm 2015, ra mắt MVM phải quên anh và lần đầu thử sức điện ảnh qua bộ phim Yêu của đạo diễn Việt Mắt Sạc. Vai diễn giúp chị giành giải nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh cùng nhiều đề cử khác. Năm 2016, ra mắt single Love Memoir, một sáng tác của Kai Đinh, mở màn cho loạt dự án đánh dấu sự trở lại âm nhạc của chị. Năm 2017, ra mắt MV mới mang tên Set It Up nhân dịp sinh nhật của mình. Đây là ca khúc có giai điệu sôi động, hiện đại và bắt tay do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác. Năm 2018, ra mắt MV Nơi Con Tim Yên Bình, MV như là một món quà thay lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã đồng hành cùng chị trong thời gian vừa qua. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng được chắp bút bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh, cũng trong năm này, ra mắt bài hát Câu Linh U, một sáng tác của Angie. Video được thiết kế hình ảnh 3D, xoay quanh nội dung video là những điều rất ý nghĩa và gắn bó đặc biệt với chị. Năm 2019, ra mắt ca khúc Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú, nội dung trải lòng về chuyện tình cảm đau buồn cho đi nhưng không được nhận lại mà bất cứ bạn nào cũng có thể gặp qua. Giai điệu nhẹ nhàng với cảnh quay lãng mạn tại Hàn Quốc tạo nên nét thu hút trong câu chuyện tình buồn. Tháng 9 năm 2020, ra mắt video âm nhạc Sao Người Ta Nở Làm Mình Đau, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Đây là màn lột xác về hình ảnh trong âm nhạc của chị so với phong cách từng được fan yêu thích trong Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình. Trước khi bước chân vào giới giải trí, Du Lê cũng từng là nàng bánh bèo với mái tóc dài, gương mặt bầu bĩnh và những chiếc váy xòe công chúa, khá rụt rè, nhút nhát và ngại bày tỏ cảm xúc. Hiện tại, Du Lê với vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính cùng với mái tóc ngắn được liệt vào danh sách tomboy đẹp và nhất của showbiz Việt. Riêng nhắc đến chuyện tình cảm của chị, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Chi Pu, hai người thân thiết và trở thành đôi bạn thân từ năm 2014. Cả hai có một khoảng thời gian dài xuất hiện như hình với bóng, luôn kề cạnh nhau trong các sự kiện, dự án âm nhạc đến đời thường. Họ cũng có những cử chỉ tình tứ hay những dòng trạng thái ngầm công khai nhắc về nhau khiến khán giả không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ vượt xa tình bạn của cặp đôi này. Chi Pu từng khẳng định Du Lê là một phần quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Du là một người bạn, một người thân thực sự mà tôi may mắn có được từ khi nam tiến. Nhờ Du và gia đình Du mà tôi thấy mình bớt cô đơn, có thêm chỗ dựa tinh thần giữa thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, người hâm mộ không còn thấy cả hai sát cánh bên nhau nữa. Chi Pu tập trung cho các dự án âm nhạc của mình và bị nghi có bạn trai là soái ca Hàn Quốc. Tháng 11 năm 2019, Chi Pu được phát hiện đã hủy kết bạn với Du Lê, đồng thời đăng dòng trạng thái buồn bã gây chú ý. Du Lê cũng hủy theo dõi Chi Pu từ lúc nào không ai hay biết. Tháng 5 năm 2020, Chi Pu livestream tâm sự về mối tình sâu đậm với một người. Qua những chi tiết mà chị tiết lộ, dân tình đã đoán ngay nhân vật đó chính là Du Lê. Đáp lại lời kêu gọi từ cộng đồng mạng, Du Lê đã đăng một dòng trạng thái ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media." Hãy là người tốt ngoài đời thật, đừng trên mạng xã hội. Từ sau mối tình khắc cốt ghi tâm ấy, chị lại vướng vào mối tình tin đồn với nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Cả hai không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng nhau như hình với bóng, mà còn bị bắt gặp với những hành động thân mật mang đồ đôi. Trong những buổi đi chơi cùng hội bạn thân hay xuất hiện tại nhà bạn bè, cả hai đều rất tình tứ, dõi theo đối phương.
Nghi vấn cặp đôi đã về chung nhà thông qua những bức ảnh trên dòng thời gian của cả hai. Dù người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng nhưng ai cũng ngầm hiểu về mối quan hệ tình cảm này.